nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển bền vững giữa Việt Nam và châu Âu thông qua các phiên đối thoại toàn diện, qua đó đẩy mạnh đầu tư và chuyển giao công nghệ. Và chiều ngày 3 tháng 10 tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam Eurocharm phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã tổ chức họp báo, giới thiệu hội nghị cấp cao và triển lãm Kinh tế Xanh 2022. Tại hội nghị COP26, Việt Nam đã có những cam kết mạnh mẽ cùng 150 quốc gia trên thế giới cam kết đưa mức phát thải ròng về không vào giữa thế kỷ, năm 2050. Mục tiêu chính của hội nghị cấp cao và triển lãm Kinh tế Xanh 2022 là hỗ trợ Việt Nam đạt được các cam kết COP26 và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội được nêu trong chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030. Sự kiện sẽ có sự tham gia của các chuyên gia, nhà nghiên cứu đổi mới, sinh viên và các nhà hoạch định chính sách từ châu Âu, Việt Nam và khu vực Đông Nam Á tại các phiên thảo luận, các phiên đối ngoại giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp B2B và doanh nghiệp với chính phủ B2C. Phiên toàn thể và các phiên thảo luận của GEFE 2022 sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng trên địa bàn, tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt quyết định cắt giảm thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính. Tỉnh Lâm Đồng cắt giảm thời gian giải quyết 23 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường có 10 thủ tục, lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 2 thủ tục, lĩnh vực Xây dựng có 11 thủ tục, lĩnh vực Công thương là 7 thủ tục, lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 7 thủ tục. Quyết định được phê duyệt bắt đầu từ ngày 3 tháng 10. Như vậy, so với quy định trước đây, thời hạn giải quyết các thủ tục này sẽ được cắt giảm đáng kể, qua đó tạo điều kiện về thời gian, tiết kiệm chi phí cho các tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính này trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Thưa quý vị, 9 tháng đầu năm 2022, tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng của khu vực nông lâm thủy sản đạt 2,99% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, nông nghiệp tăng khoảng 2,43%, lâm nghiệp tăng khoảng 5,2% và thủy sản tăng 4,43%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản ước tính đạt khoảng 74,7 tỷ đô la Mỹ. Nhiều mặt hàng xuất khẩu cao như là gạo, cà phê, cao su là những thông tin được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra trong cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 3 tháng 10. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thông tin về việc phát hiện rau thu mua và dán nhãn Việt Gáp tràn lan. Bộ khẳng định hiện tượng này vi phạm ghi nhãn và truy xuất nguồn gốc, gian lận thương mại, không bảo đảm quyền lợi. Bộ đề nghị các đơn vị liên quan tại Thành phố Hồ Chí Minh và Lâm Đồng kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và báo cáo trước ngày 15 tháng 10. Bên cạnh đó, những tháng cuối năm, dự báo nguyên liệu đầu vào cho chăn nuôi tăng nhẹ sẽ ảnh hưởng đến giá lợn và các đơn vị cung ứng lợn cần lưu ý trong việc tái đàn những tháng cuối năm. Khu vực chăn nuôi trang trại, doanh nghiệp thì người ta có một cái kế hoạch sẵn. Thế còn khu vực nông hộ của chúng ta thì phản ánh một cái, đó là người ta vào đàn cũng như là xuất đàn là thường theo một cái tín hiệu về điều kiện chăn nuôi của chúng ta. Chính vì trong lúc giá cả nguyên liệu thức ăn chăn nuôi còn đang rất là bấp bênh như vậy, dịch bệnh thì chúng ta vẫn chủ yếu là dựa trên cái an toàn sinh học, còn cái vaccine thì chúng ta đã thành công nhưng chúng ta còn đang phải kiểm soát, thử nghiệm trên diện rộng. Chính vì thế thì đây là những cái tín hiệu mà nó không giống như ngày xưa. Hướng đến mục tiêu tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản đạt 50 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, trong những tháng cuối năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành, nâng cao năng suất, nhất là các vùng trọng điểm có kế hoạch sản xuất phù hợp với nhu cầu của thị trường. Ngày 3 tháng 10 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị tổng kết chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 và nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025. Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 và nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025 đã có trên 70% đề tài dự án có kết quả được công bố trên các tạp chí chuyên ngành, 152 bài báo khoa học, trên 60 mô hình có triển khai liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Hầu hết các mô hình sản xuất đều tăng được hiệu quả từ 25% trở lên và góp phần tăng thu nhập cho nông dân trên 20% trong phạm vi dự án. Chương trình đã huy động được gần 600 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước cấp 379 tỷ đồng, kinh phí đối ứng ngoài nhà nước hơn 230 tỷ đồng, chiếm 40,4%. Trong giai đoạn tới này thì Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã
có một cái nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn 2 và gồm có 5 vấn đề rất là rõ, mà trong đó ưu tiên số 1 là phải hướng vào nông dân, văn minh, hiện đại, sinh thái và vấn đề là môi trường. Giai đoạn 2021-2025, chương trình sẽ bám sát vào các chủ trương định hướng của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Còn gần một tháng nữa là đến thời điểm thu hoạch bưởi đặc sản Đoan Hùng. Năm nay thời tiết thuận lợi và đồng thời thì bà con cũng thực hiện việc chăm sóc theo đúng quy trình nên bưởi đặc sản Đoan Hùng năm nay thì đạt năng suất cao và giá bán thì cũng cao hơn so với mọi năm. Vườn bưởi đặc sản Đoan Hùng của gia đình ông Đỗ Chí Công có hơn 100 cây. Quy trình chăm sóc trừ sâu bệnh vườn bưởi này được gia đình ông thực hiện theo hướng dẫn của cán bộ khuyến nông, đồng thời ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh theo hướng hữu cơ và tiêu chuẩn Việt Gáp. Vì vậy, mẫu mã sản lượng được cải thiện và thu nhập cũng tăng so với mọi năm. Riêng về cái bưởi Đoan Hùng của tôi năm nay thì nhìn chung về mẫu mã và chất lượng thì số lượng thì sẵn sàng là nó nhiều gấp đôi năm ngoái rồi. Và mẫu mã là cũng đẹp. Riêng cái bưởi Đoan Hùng của tôi năm nay dự kiến hơn 1 vạn quả. Và thu hoạch sẽ được khoảng gần 200 triệu. Trên địa bàn huyện Đoan Hùng hiện có trên 2.500 hecta bưởi. Việc trồng và chăm sóc tiêu thụ sản phẩm bưởi Đoan Hùng cơ bản đã được thực hiện theo mô hình liên kết. Sản lượng năm nay ước đạt trên 24.000 tấn. Với đầu ra và giá cả ổn định như hiện nay, ước tính mỗi cây bưởi cho thu nhập từ 5 đến 7 triệu đồng. Như vùng bưởi Đoan Hùng, rồi đặc sản Đoan Hùng là giờ không lo đầu ra vì các đầu mối là tư thương về các doanh nghiệp và về đặt hàng hết, là nếu mà còn quả chất lượng ngon lúc bán ra thì khoảng 20-25.000 quả. Cùng với việc tuyên truyền hướng dẫn bà con chuẩn bị thu hoạch cũng như là bảo quản bưởi sau thu hoạch, cũng đã phối hợp với các công ty, doanh nghiệp, các hợp tác xã để đưa cái sản phẩm bưởi vào trong các chuỗi cửa hàng, chuỗi siêu thị, đồng thời là cũng đẩy mạnh cái việc quảng bá trên các sàn giao dịch điện tử để đưa cái sản phẩm bưởi Đoan Hùng đến với người tiêu dùng một cách rộng rãi nhất. Nhờ việc thâm canh, chăm sóc cây bưởi đúng kỹ thuật, phòng trừ sâu bệnh kịp thời, nên năng suất bưởi Đoan Hùng qua hàng năm đều tăng. Trong thời gian tới, tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục đẩy mạnh thâm canh, áp dụng tiến bộ kỹ thuật nhằm cải thiện mẫu mã, nâng cao chất lượng, giá trị quả bưởi, hình thành vùng trồng bưởi tập trung quy mô lớn với tổng diện tích khoảng 3.000 hectare. Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam vừa công nhận trên 1.300 cây chè san tuyết của 5 huyện của tỉnh Hà Giang là cây di sản Việt Nam. Đây là cơ hội để cho các địa phương trong tỉnh Hà Giang tiếp tục bảo tồn và phát triển giống chè quý hiếm với giá trị kinh tế cao. Quần thể chè san tuyết với trên 1.300 cây chè san tuyết được công nhận là cây di sản Việt Nam tại 53 thôn 22 xã thuộc 5 huyện Hoàng Su Phì, Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình và Xín Mần của tỉnh Hà Giang. Chè san tuyết là cây trồng bản địa có tuổi đời hàng trăm năm gắn liền với đời sống của đồng bào dân tộc, có thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp trong những năm gần đây. Việc được công nhận là cây di sản Việt Nam sẽ giúp nâng cao công tác bảo tồn và phát triển giống chè quý hiếm này, cũng góp phần đáng kể trong công tác xóa đói giảm nghèo tại tỉnh Hà Giang. Hiện tỉnh Hà Giang là địa phương có tổng diện tích chè đứng thứ 2 cả nước với 2.500 hectare.